Xin chào những bạn của Vân, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Trong video ngày hôm nay thì Vân sẽ chia sẻ với các bạn hành trình mà Vân test thử kem trị mụn của Murad này. Thì bạn này Vân được biết là có tác dụng trị mụn và làm sẹp, giảm sưng chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ mà thôi. Thì khi mà Vân biết được cái tin này thì Vân rất là tò mò, không biết là thực sự em nó có tác dụng thần thánh như vậy hay không. Và cho nên là Vân đã test thử. Thì thực ra khoảng 2 tuần trước đây thì Vân bị mụn một cục mụn to sưng ở đây, và tại vì thay đổi thời tiết đó, cho nên là da của Vân cũng đang trong cái giai đoạn giống như gọi là bị kích ứng ấy. Cho nên là đúng cái thời điểm đó Vân đã mua sử dụng em này để test thử xem chất lượng như thế nào, và Vân đã quay lại cái quá trình Vân sử dụng để chia sẻ với các bạn. Trước khi chia sẻ với các bạn quá trình trị mụn của Vân với em này thì Vân sẽ cho các bạn xem kỹ hơn về cái thiết kế bao bì cũng như là cái chất của em này nhé. Em này có vỏ bằng nhựa như thế này đây, rất là nhỏ gọn. Và đằng sau thì có sẽ có hướng dẫn sử dụng rất là tiện lợi. Cái chất kem của bạn này thì hơi lỏng, chỉ đặc hơn nước một chút xíu mà thôi. Thì bạn này ngoài cái thành phần rất là đặc trưng trong những sản phẩm trị mụn đó chính là acid salicylic 2%, có ghi ở vỏ đây. Và bên cạnh đó bạn này còn có cái hộp độc quyền pai, tức là cây thông cũng như là chiết xuất từ cỏ xạ hương. Thêm extract thì sẽ có tác dụng làm cho cái nốt mụn của mình nó sẹp nhanh cũng như là giảm sưng. Như những cái sản phẩm trị mụn khác mà Vân dùng thì khi mà thức lên trên cái đốm mụn thì nó sẽ có cảm giác hơi rát một tí. Vì thông thường là cái thành phần mà acid salicylic sẽ làm cho da mình nó hơi rát một tí, cũng như là mình cảm thấy là nó hơi se. Tuy nhiên là em này thì lại hoàn toàn không có cái cảm giác mà bị rát hay là bị bỏng đó, mà chỉ tức là nó chỉ se một chút xíu xì xiu thôi, cảm giác như là không có gì luôn á. Và nó khô khá là nhanh, tại vì cái chất này khá là lỏng, chỉ đặc hơn nước một tí xíu cho nên là nó khô rất là nhanh. Vân chỉ cần lấy tăm bông chấm lên cái đầu mụn đó một tí xíu là nó khô luôn. Và các bạn có thể sử dụng cái em này dưới cái lớp makeup, tức là trước khi makeup thì để hạn chế cái việc lớp makeup làm ảnh hưởng tới đốm mụn, thì các bạn chỉ cần lấy cái bông tăm chấm nhẹ lên trên cái đốm mụn là xong, và có thể chờ cho nó khô và các bạn makeup lên là ok. Hello mọi người, bây giờ là 8:30 tối. 8:30 tối bây giờ Vân sẽ test thử cái sản phẩm kem trị mụn của Murad. Thì bây giờ mình mới tắm xong và rửa mặt xong, Vân sẽ test em này. Vân sẽ test khoảng 4 tiếng, một xíu nữa khoảng 12:30 thì Vân sẽ quay lại một lần nữa xem là cái vết mụn mình như thế nào. Sorry các bạn, Vân đang quay tại phòng khách cho nên là hơi ồn một tí. Và đây là cái nốt mụn. Rồi, vậy là xong, chút xíu nữa mình sẽ để 4 tiếng xem như thế nào nha. Bây giờ đang là 0:30. Và bây giờ sau 4 tiếng thì các bạn sẽ xem. Mấy cục mụn nó khô, nó rất nhân ra rồi nè. Mình thấy không, nó rất nhân ra rồi. Wow. Đây, bạn thấy đây không? Đó, chứng tỏ là cái kem trị mụn đó nó đã làm cho cái nhân nó khô và bây giờ nó tróc ra luôn. Sau khi mà tróc ra xong thì bây giờ Vân sờ cái bề mặt da nó rất là mịn á. Wow, tóm lại thì Vân khá là hài lòng và bất ngờ với sản phẩm trị mụn này của Murad. Tại vì thông thường các sản phẩm khác thì Vân thấy là phải để gần cả tuần hoặc là phải 3-5 ngày thì em mụn nó mới gọi là mới bớt ấy. Tại vì cục mụn của Vân là cục mụn khá là có mụ cũng như là khá là sưng to, cho nên Vân không nghĩ là tác dụng nó có thể nhanh đến như thế. Tuy nhiên là Vân thấy là không nên lạm dụng quá sản phẩm này, các bạn chỉ nên sử dụng em này trong ngày tối đa là 3 lần mà thôi. Thì Vân sẽ sử dụng bạn này sau khi mà Vân rửa mặt sạch. Vân sẽ không sử dụng tay mà Vân sẽ sử dụng một cái em tăm bông như thế này. Vân sẽ lấy sản phẩm ra trực tiếp lên trên cái đầu tăm luôn như thế này. Đó, và sau đó rồi Vân sẽ chấm lên trên những cái nốt mụn của mình. Vân sẽ chấm trên tim đây. Các bạn biết tại sao mà Vân không dùng tay không? Tại vì dùng tay của mình nó khá là to. Khi mà chúng ta bóp cái kem ra tay ấy, và chúng ta chấm lên đây thì vô tình là nó sẽ bị nhiều xung quanh những cái da, vùng da lân cận bên ngoài. Và khi mà chúng ta làm cho cái kem này nó ra quá nhiều những vùng da mà không có bị mụn hay bị thâm gì á, thì nó sẽ làm cho vùng da xung quanh nó hơi bị khô một tí. Cho nên là mình sẽ hạn chế dùng tay mà Vân sẽ lấy tăm bông
để Vân chấm trực tiếp lên các đố mục. Giá vậy là clip này Vân đã kết thúc rồi. Vân hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thích video này. Nếu như bạn gái nào đã sử dụng kem kem trị mụn của Morat này rồi thì đừng quên comment phía dưới cho Vân biết cảm nhận của mọi người nha. Vân cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ Vân trong suốt khoảng thời gian vừa qua, và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong một video gần nhất nha. Bye.